Mẹ mời hai đứa ngồi. Hôm nay mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa. Mẹ biết là trong thời gian qua ba mẹ con mình sống với nhau á, có nhiều lúc mẹ hết sức là khó khăn, mẹ gắt gỏng, mẹ la mắng tụi con. Mẹ biết là tụi con cũng hết sức áp lực, nhiều lúc cũng giận mẹ, cũng buồn mẹ. Nhưng mà hai đứa có hiểu cho mẹ không? Thực sự là mẹ nhiều khi mẹ rối lắm, mẹ áp lực lắm. Mẹ không biết cách nào để nuôi dạy hai đứa con cho thiệt sự là tốt. Mẹ không biết cách nào là có làm như vậy là hai con có vui hay không. Đôi lúc mẹ tự hỏi bản thân mình á, mẹ có đang quá bất công và ích kỷ với hai đứa hay không. Mẹ biết là gia đình mình á không phải là một gia đình hoàn hảo. Thật sự là nó vẫn còn thiếu một điều gì đó. Thật ra là mẹ hiểu Winner, để mẹ nói hết. Cho tới hôm qua mẹ thấy hai đứa hết sức buồn và tổn thương, bản thân mẹ cũng tổn thương. Mẹ không muốn nhìn cái cảnh đó, mẹ không muốn nhìn hai đứa mà buồn bã như vậy. Nên mẹ đã có một quyết định. Mẹ sẽ tìm cha cho tụi con. Và mẹ tìm được người đó rồi. Mẹ tìm được người đó rồi, chú đó tên là Nguyên. Chú có một đứa con gái cũng trà trạc tuổi Winner đó. Và một ngày nào đó, nếu mà hai tụi con cảm thấy thích hợp thì mẹ nghĩ là mẹ sẽ cho hai tụi con gặp chú Nguyên. Và chú Nguyên và con chú Nguyên sẽ dọn tới đây sống chung với gia đình chúng ta. Hả? Mẹ nói cái gì cơ? Là sao? Ủa sao tự nhiên mẹ lại bảo cái gì mà chú Nguyên lại còn đến nhà mình ở? Sao mẹ là cha của tụi con nữa? Thì đúng tụi rồi. Con không muốn. Cái gì vậy? Winner, con đừng nói dối mẹ. Cái ánh mắt hôm qua con nhìn gia đình của chú Công, nhìn cái ánh mắt đó mẹ biết là con thèm khát một người cha. Không phải là con muốn một cái gia đình hạnh phúc như chú Công, như cô Tình hả? Không, mẹ ơi, mẹ làm sao nhỉ? Con nói cho mẹ nghe này, chuyện hôm qua là như thế này. Hôm qua con muốn là có một cây đàn này và có thể vừa đánh đàn vừa hát như anh Thành nhé. Mà tin không, mẹ bảo cái gì mà lại người cha xong gia đình hoàn hảo đó nào? Con muốn cây đàn. Dạ. Chứ không muốn người cha. Chứ đại khái là như vậy. Con kinh đi. Mẹ sao mẹ nghĩ gì vậy? Thì hôm qua con có nói với mẹ cái ước mơ lớn lao nhất trong cuộc đời của con nhớ không? Mẹ ơi, ước mơ của con á là được ăn kẹo thỏa thích như anh Thành vậy á. Chứ mẹ có bao giờ cho con ăn kẹo đâu. Candy, ước mơ lớn nhất trong cuộc đời con là được ăn kẹo thỏa thích. Dạ. Hai đứa con, đứa muốn đàn, đứa muốn kẹo, không muốn cha. Đợi đây xíu. Alo, em nè. Hả? Cái gì tự nhiên đăng ký kết hôn? Cái gì mà anh vội vàng quá vậy? Anh nói là cái chuyện đăng ký kết hôn là hệ trọng mà. Cái gì qua nhà em hả? Tự nhiên qua nhà em ở? Không phải, bình tĩnh. Để em nói chuyện với con em, để em nói chuyện nhanh nha. Hai đứa ơi, giờ sao? Mẹ rối quá. Sao không nói sớm cho mẹ biết, trời đất ơi. Thôi, mẹ bình tĩnh đi. Con biết là chuyện này mẹ làm cũng là vì tụi con, và sợ bọn con mặc cảm tủi thân này nọ. Nhưng là lần này mẹ nghĩ hơi xa rồi đấy. Nhưng mà bọn con nghĩ rồi, nếu mà trong gia đình mình có một người đàn ông để đỡ đần mẹ thì chắc cũng ok mà. Dạ đúng rồi, còn có thể sửa khóa cửa cho con nữa. Đúng rồi mẹ, con có thể sửa điện đón trong nhà mình này, con đỡ đần những việc nặng nhọc trong gia đình cũng được mà. Ồ mẹ sao mẹ? Hai đứa làm mẹ cảm động quá. Nhưng mà thực sự bây giờ mẹ rối quá, mẹ không biết giải quyết sao nữa. Hai đứa cứ giúp mẹ được không hả? Thôi, chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của con rồi. Con đi chơi game đi. Cái gì? Chúng ta là một gia đình mà sao ngoài tầm kiểm soát? Anh! Candy, con chỉ mẹ cách đi, Candy. Anh, cho em đi theo với.
Chị cái gì vậy trời? Sao tự nhiên tự động tôi tự biên tự diễn vậy nè? Trời, không tới nha. Trời ơi, cô Linh ơi là cô Linh. Cô Linh ơi. Bình tĩnh, chị Tình, bình tĩnh, có chuyện gì bình tĩnh? Không để bình tĩnh, Tình không để bình tĩnh đâu. Trời ơi. Chuyện gì? Con tôi. Thằng Đành á? Có chuyện gì? Nó bỏ nhà đi. Bình tĩnh, cô Linh ơi. Cái gì thằng Thành nó bỏ nhà đi hả? Bỏ nhà đi để lại bức thư này. Tôi phải làm sao? Tình ơi, bình tĩnh. Trời ơi, sao vậy? Hôm qua tôi mới thấy gia đình nhà chị hạnh phúc, tính tinh tình tan ở ngoài công viên mà. Sao giờ bỏ nhà đi làm sao hả? Tính tinh tan vậy thôi, chứ bên trong nó tàn tan tiếng tinh á. Là sao? Tan tành. Bình tĩnh. Thiệt sự hai cha con không hề hợp nhau. Chị nói sao? Hôm qua tôi thấy gia đình hạnh phúc, con thì đàn, cha thì hả quay phim rồi bà đứng rải hoa, mà bây giờ là sao ra nông nỗi này hả bà Tình? Vậy thôi, chứ bên trong tan nát chứ không có giống như vậy đâu. Trời ơi, cái gì vậy? Đàn hát rồi tính tình tan chứ thật sự nó tan tành nè. Trời ơi, sao gia đình bà bán bánh tráng dữ vậy? Thiệt sự nhiều lúc tôi có tâm sự mà tôi không nói ra được. Không, nếu mà mình có tâm sự thì thực sự mình phải nói. Mình phải nói hết ra để mình nhẹ nhàng, bà hiểu không? Thôi bây giờ cũng sẵn nói luôn. Là nhiều lúc tôi ước ao tôi được như cô Linh đây nè. Sống một mình nuôi con thôi, không cần chồng. Sống với một người chồng gia trưởng, không hiểu con cái. Khổ lắm cô Linh ơi. Bây giờ tôi phải làm sao? Người không biết làm sao là tôi nè. Con dán kìa. Con dán. Đâu, con dán đâu? Tưởng hù được cao hả? Cũng có dễ dụ đâu nha. Ừ, coi như là dư giỏi. Chị Vi ơi. Gì vậy? Chị Vi coi nè, tự nhiên cái em đang đọc sách đào đào lại giật sách của em. Đã vậy còn đánh em nữa chứ. Đừng có mà vô khống nghe chưa. Chị ơi, em không có làm, tại vì con nhỏ này nó. Em á, lúc nào em cũng quậy phá hết trơn à. Kiếm chuyện với Diện Thi hoài là sao vậy? Ăn đòn bây giờ đó. Alo. Ừ, sếp có về chưa em? Có gì báo anh liền nha. Rồi, cảm ơn em. Ủa, có chuyện gì vậy? Chú Tùng, chú coi đó. Tự nhiên cái con đang đọc sách đào đào lại giật sách của con. Đã vậy còn đánh con nữa chứ. Không phải như vậy không hả đào đào? Nó cứ suốt ngày kiếm chuyện với con không à ba. Con ở trong nhà này con cảm giác như là ai cũng muốn ăn hiếp con vậy á. Chị Vi còn đòi đánh con nữa đó ba. Nè, em ăn nói vậy đàng hoàng nha. Chị nói là chị chứ đánh em chưa? Chị chưa có đánh, nhưng mà chị có ý định đánh. Ba phải đòi lại công bằng cho con. Anh phải tin em chứ. Chú, con nhỏ này nó đáng sợ lắm. Thôi im đi. Cho tôi một phút yên lặng được hay không vậy? Quá mệt mỏi rồi. Cái gia đình này từ khi nào mà trở nên bạo lực vậy? Muốn quýnh không? Quýnh tôi đi nè. Trút hết ra người tôi đi. Hello mọi người, mình là Mai Sơn. Hãy tìm mình trên Speakable nhé.